Nhưng mà hình như chúng ở đây lâu ngày không có thức ăn cậu ạ. Nhìn con nào, người con đấy cũng gầy gò. Ui, con này nó còn đang nhìn bọn mình này. Đầu nó lắc lư, hai cái tay của nó này còn đang cào cào này cậu ơi. Nhím ơi, lại đây mà xem này. Ở đây có rất nhiều các bức tượng khủng long. Ui, con này răng nó nhiều chưa? Đây là khủng long gì cậu có biết không? Có khủng long bạo chúa đấy. Đằng sau tới đây này, có một con khủng long khác còn to lớn hơn đấy. Ui, con này nó cao thật đấy. Cậu đứng ra còn bé hơn cả cái chân nó cơ. Tránh ra đi không nó đá cho một cái đấy. Đây này, tao đứng dưới chân bạn ý này. Yêu, quà. Tại sao chân bạn này lại to như thế nhỉ? Nhìn bên dưới này, móng chân dài chưa? Ui, con này to thật đấy. Ui, cái gì đây? Ui, giật cả mình. Đằng sau tớ này, có một cái con khủng long mà cổ nó đầy gai này Trang ơi. Đây hình như là khủng long ăn cỏ đúng không? Sao ở đây này? Không. Cái răng nhọn như thế kia thì chắc chắn là khủng long ăn thịt cô ạ. Đây, để tớ trèo qua lưng nó này. Nhìn này, còn có một cái đuôi của bạn khủng long này, dài chưa? Nè Trang ơi, lại đây này. Ui ui, cái con này sao lại đứng ngay đằng sau tớ thế này? Bạn ấy đứng ở đây để canh gác, bảo vệ ở bên trong đấy. Cái mồm to chưa này, răng đầy răng luôn. Đây là mối đền khủng long đấy, cậu không biết à? Đền khủng long á? Đúng rồi. Này, tớ vừa phát hiện ở đây có một viên ngọc to chưa này. Thế còn đây là con gì, nó đang giữ viên ngọc vậy? Ui, bên trong mồm này cũng có một viên ngọc này cậu ơi. Hay đây là ngọc quý nhỉ? Không, đây đâu phải ngọc quý. Hình như đây chỉ là mô hình thôi Nhím ơi. Cậu làm trò gì thế? Ai ai, tớ định lấy ngọc nhưng mà nó bị kẹt tay cậu ơi. Tí thì dính ở đấy. Wow, nhìn cái bức tượng này to mà đẹp thật đấy. Ôi, bên trên lại còn có các con công, con phượng kia kìa. Nhím ơi, nhìn này, tớ còn đang cưỡi khủng long đây này. Để tớ xem cái bản đồ này nó chỉ gì nhá. À, cái món đồ mà chúng mình cần tìm nó ở bên trong khu vực kia kìa. Đâu, ở đâu? Ở bên trong ngôi nhà này này. Vào trong ngôi nhà này á. Này này cậu ơi, vào đây đi. Wow, ở đây có nhiều cái kỳ lạ chưa? Ui ôi, em ơi Trang ơi, lại một con khủng long nữa này. Đã có một con khủng long khác thế. Thì đây là wow, đây là con khủng long gì cậu có biết không? Tớ trông con này, rồng đấy. Trông con này lạ lắm, chưa nhìn thấy bao giờ luôn ấy. Nó là khủng long rồng đấy. Ui, nghe cái tiếng kêu của nó sợ quá Trang ơi. Ui, còn đây, con này nó ngập cái gì ấy cậu? Hình như là ngọc, để tớ thử lấy xem nào. Ui ui, hình như là nó không cho tớ lấy đâu. Ui Nhím ơi, cậu nhìn xung quanh này, có một cái miệng của một con cá sấu à. To khổng lồ luôn. Còn bên trong có cái gì mà màu đen xì thế này nhỉ? Tớ không biết được. Mình thử vào xem bên trong nó là cái gì đi. Đây là một cái hang Trang ơi. Wow, trong hang này có gì vậy? Ui, một bộ xương của một con khủng long. Đây nữa này, lại một con khủng long nữa này. Rất nhiều các con khủng long khác. Nhưng mà hình như chúng ở đây lâu ngày không có thức ăn cậu ạ. Nhìn con nào, người con đấy cũng gầy gò. Ui, con này nó còn đang nhìn bọn mình này. Đầu nó lắc lư, hai cái tay của nó này còn đang cào cào này cậu ơi. Đây là ngôi đền khủng long đấy cậu ơi. Thế là trong ngôi đền này sẽ có rất nhiều các con khủng long đúng không? Đúng rồi. Tại sao khủng long lại sơn móng tay màu đỏ thế này nhỉ? Eo ơi, khủng long này, mà cũng điệu đà thế à? Nó sơn móng tay như cậu ấy. Đầu con này dài chưa như con hươu cao cổ luôn. Ở tay của nó kìa. Có cái gì đấy? Wow, Trang ơi, hình như là thứ chúng mình cần tìm cậu ơi. Một cái đuôi. À, tớ biết rồi. Cái con khủng long con bọn mình cần tìm ý, chắc chắn là nó đang ở trong cái hang này này. Đi tìm tiếp đi. Ui, hang này rùng rợn quá. Các cậu nhìn này. Các con khủng long này đều có cái đôi mắt màu đỏ cậu ơi. Lại đây, tớ xem này. Lại đây xem này Nhím ơi. Một con khủng long khác cũng sơn móng tay màu đỏ trên móng tay của nó. Có cái gì này? Để tớ lấy xem nào, tớ cao hơn tớ lấy xem nào. Chắc quá cậu ơi. Đây rồi. Ui, con này nó dọa thôi này cậu ơi. Con này cậu thấy kìa. Con này nó phun lửa không nhỉ? Hình như là khủng long rồng. Nè Trang ơi, tớ lấy được một cái đầu khủng long này. Một cái đầu khủng long con. Ui, thế còn các bộ phận khác nó ở đâu nhỉ? Lại đây Nhím ơi, tớ phát hiện ra có cái gì nữa này. Đây này, đừng nhìn con khủng long ý. Đây là con rắn.
mồm con rắn. Có cái gì này, màu trắng. Wow, đây hình như là cái đùi của con khủng long. Ở bên này nữa này, cũng có một con rắn này, tớ xem có cái gì không. À, cái lưỡi. Ui, những cái con rắn này sợ thật đấy. Đây là rắn hổ mang. Ui, cái gì vậy? Ui, có cái gì nó bay qua đầu mình đi Trang ơi. Ui, chạy đi, chạy đi. Một cái áo của ai? Khủng long cũng mặc áo à. Cá sấu này, còn con gì đây? Con này là khủng long ăn cỏ cậu ơi. Ui, cái gì đây? Sợ quá Trang ơi, tớ bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Tìm nhanh lên rồi bọn mình đi ra đi. Ui, 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 cái gì? Đây có phải là thức ăn của khủng long không? Ui, sợ quá, con này là khủng long ba đầu à? À, khủng long ba sừng. Đúng rồi, trong mồm nó này có cái gì Trang ơi? Cậu lấy ra đi. Ui, đây là một cái thân, một cái thân hình của con khủng long này. Wow, thế thì chúng mình tìm đủ rồi đấy. Nhím ơi, tìm đường ra thôi đi. Ui, trong đây như kiểu là một cái hang và khủng long nó bắt hết mọi thứ vào đây để nó ăn thịt đi. Nó bắt cả người vào đây cậu ơi. Ui, sợ quá, chạy thôi Trang ơi. Lối ra ở đâu vậy? Ta chưa nhìn thấy. Ui, khủng long quá. Khủng long đầu dài nữa này. Nó nhỏ thôi. Ui, đằng sau có cái gì kìa? Con khủng long này nó đang vây tay với mình này. Ui, nhưng đây không phải là khủng long, đây chỉ là một bộ xương thôi. Nhím ơi, trong cái hang này hình như các cái con khủng long này nó đang ngủ cậu ạ. Cậu nó nhỏ thôi, không làm thức giấc chúng đấy. Đi khe rồi nha. Ui, khủng long hai đầu này. Ui, con hổ. Con hổ nó vừa phi ra Trang ơi. Lại còn có cả cái áo. Nó bay 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 kìa. Tớ nghe thấy có cái tiếng cười thì sợ lắm. Đây như con tê giác. Tê giác cũng rồi, con tê giác hai sừng này. Tê giác cũng bị khủng long tiến vào đây là cũng hại cô ơi. Nhím ơi, hình như lối ra ở đây này. Ui, chạy nhanh lên, ra rồi Trang ơi. Ui, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Đúng là cái lãnh địa khủng long phải sợ thật đấy. Ui, mệt quá. Cuối cùng thì tớ cũng tìm được mảnh ghép của bạn khủng long rồi. Cậu đưa đây xem nào, để tớ thử lắp ghép vào xem nào. Cậu thử lắp vào đi, xem còn thiếu bộ phận nào không. Đây này, đây là cái thân này. Có chân này rồi này. À, đây, tớ lắp đầu được rồi này. Thế còn, à, cái chân này bị ngược này. Đây, phải xoay xuống như thế này này. Wow. Wow, con khủng long này nó đẹp thật đấy cậu ơi. Đây, cái chân vừa đấy đây. Một con khủng long màu tím, màu trắng với màu đen. Cậu bị, cậu ở trong hang động khủng long nhiều quá, bị hoa hết màu rồi. Đây, tớ lắp đuôi vào này. Hoa mắt. À, đây rồi, xong rồi. Tớ đã lắp hoàn chỉnh rồi cậu ơi. Đây chính là một con khủng long rất là đẹp.